Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay ngày 1 tháng 2 2019, Viettel đã chính thức cho chúng ta chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại cửa hàng của Viettel để trải nghiệm xem cái việc chuyển đổi như này thì nó có vấn đề gì phức tạp hay không. Các bạn biết rồi đấy, eSIM là một khái niệm rất là mới so với lại người tiêu dùng Việt Nam chúng ta. Và nó đem lại lợi ích gì hay là có gì phức tạp thì lúc này vẫn là một cái câu hỏi, bởi vì mọi người chưa có cơ hội được trải nghiệm. Và Viettel là nhà mạng đã cho phép ta chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM rất là dễ dàng. Và với 2019, khách hàng đầu tiên sẽ được chuyển đổi hoàn toàn miễn phí. Thế thì mình là người đang dùng SIM chính là Viettel đâu tầm khoảng 8 năm nay rồi. Và mình thì đang có một chiếc XS Max. Và hôm nay mình sẽ ra đây để đổi xem là nó như thế nào. Và các bạn sẽ cùng theo chân mình nhé. Hôm nay mình muốn sang đây để đổi từ SIM vật lý sang eSIM. Thì không biết là các cái bước của mình sẽ đổi như thế nào nhỉ? Vâng ạ. Thế anh có mang chứng minh thư của mình đi không? À có, mình có mang. Anh vui lòng điền thông tin vào phiếu này giúp em nhé. Rồi ký tên và khách hàng yêu cầu ạ. Rồi ok, mình cảm ơn. Như vậy các bạn thấy là với cái việc chuyển đổi eSIM thì bước đầu tiên chúng ta sẽ điền thông tin vào phiếu khách hàng. Giống như các bạn ra đây làm SIM mới hay các bạn là mất SIM mà làm lại SIM giống như mình hay là mất SIM đó, thì nó sẽ y hệt như vậy. Và nếu các bạn mới tới cửa hàng Viettel thì ngay ở đây chúng ta sẽ có hướng dẫn eSIM. Viettel đã chuẩn bị rất là cẩn thận cho cái quy trình này. Như là các bước, bước 1 thì là cung cấp thông tin này. Bước 2 là Viettel sẽ chủ động kiểm tra thông tin và thực hiện đấu nối chuyển đổi eSIM chúng ta. Tức nghĩa các bạn chẳng phải làm gì đó. Và bước thứ 3 là quan trọng nhất là sử dụng QR code được cung cấp để tải thông tin nhà mạng xuống eSIM. Thì cái này chắc là nhiều người sẽ chưa biết cách thao tác thì có thể nhờ nhân viên đây thực hiện luôn cho các bạn. Hoặc không thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hướng dẫn ngay phía sau là các bước khách hàng tự thao tác trên máy để thêm eSIM và cái chip điện thoại của mình. Ngay khi các bạn thực hiện được cái việc chuyển đổi này thì chúng ta sẽ nhận được một tin nhắn từ 155 là thông báo là yêu cầu của quý khách thì thuê bao sửa đổi sang SIM mới. Và đây là cái lúc chúng ta sẽ nhận được cái QR code để chuyển sang cái eSIM của mọi người. Xin gửi anh eSIM của anh ạ. À rồi, mình cảm ơn. Rồi, để thêm eSIM thì các bạn sẽ vào phần cài đặt của chiếc iPhone. Chúng ta bấm vào mục di động này và chúng ta thêm gói cước di động. Đấy, chúng ta sẽ quét mã QR. Lúc này điện thoại của chúng ta sẽ báo là thay đổi cài đặt mặc định và chúng ta đã thêm được cái số điện thoại mới vào. Ok. Đấy. Và các bạn thấy là cái chiếc điện thoại của mình từ ban đầu là không có SIM. Bây giờ đã hiện lên là sóng của Viettel. Đó, ngon lành kênh đào. Thì các bạn thấy là bây giờ điện thoại của mình đã lên sóng 4G hoàn toàn bình thường. Và các bạn thấy là lựa chọn mạng mình đã đang là mạng Viettel đây. Và mình có thể sử dụng cho các bạn xem cái Safari của mình. Thì nó vẫn có thể sử dụng được. Đó, vẫn 4G ngon lành cành đào luôn, không thành vấn đề gì. Và tất nhiên thì nếu các bạn nào không tin thì mình sẽ tháo cái chiếc điện thoại ra xem nó có SIM không. Cái chiếc điện thoại của mình hoàn toàn không có SIM. Và tất nhiên là vẫn có 4G và mạng Viettel sử dụng hoàn toàn bình thường. Và như vậy hôm nay ngày 1 tháng 2019 mình đã sang đây để đổi từ SIM vật lý sang eSIM. Và eSIM là một thứ công nghệ rất là tuyệt vời mà được xem là của tương lai, giúp cho những chiếc điện thoại ngày càng gọn gàng hơn. Và chúng ta đã thấy là eSIM để giúp những bạn mà hay làm rơi SIM, làm mất SIM hay là sợ làm kẹt SIM trong quá trình chúng ta tháo lắp nhiều, thì đây là một điều rất là tuyệt vời. Và với bất kỳ những ai mà đang sử dụng các nhà mạng khác mà chưa có được cơ hội trải nghiệm eSIM, có thể sang Viettel để chuyển đổi SIM và giữ nguyên số chúng ta. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn các video lần sau.